Hello, xin chào ông bà, cô chú, anh em trên kênh Tú Bắt Chước Bắt Chuột nha. Chào mấy anh em. Chào mấy nhà. Cả nhà biết anh em bữa nay khởi hành đi, cả nhà đi qua cái chỗ cũ rồi nghe cả nhà. Đi không biết sao đây. Chứ thì ở đây thì anh em cũng chích thuốc, chích bông xong hết rồi. Qua bên Phú cả nhà ơi. Lâu quá cũng không qua Phú rồi, qua Bản Thập nữa coi. Cái này cũng bên bản cũng có mấy đồng bơm nước đây. Bỏ vợ thùng này bỏ đâu ta? Giơ mấy cao su này dục lên bà. Rồi quăng mấy cái này lên cho ngon lành đàng hoàng hết đi. Cho nó gọn gàng đi. Ba, để cút cái mấy cao su này dục trở lại anh ba. Dục trở lên bờ đi. Năm cái cách gì đó. Lên đường thôi cả nhà ơi. Chào khán giả nha. Ba năm nên năm không có đi được cả nhà ơi. Năm nhà dữ trời. Cá chê cá dồ điếm từ con rồi đó, về mà mắc một cái là tới số đó. Không có chê đâu à. Bị được. Đường này nó dài. Cái gì vừa thôi. Lên đường cả nhà ơi. Bây giờ vừa thôi. Chậm thôi, vừa chạy vừa sợ. Dính chứng dịch rồi. Cỏ dính chứng dịch rồi cả nhà ơi. Chuyến này tụi em lên đường ngang anh Tiến ơi, anh Hùng ơi, anh Bùi ơi. Đi chuyến này coi có thành công không nha. Nấu cơm được chưa? Nấu cơm đi chứ còn gì nữa, mình đi chiều rồi còn gì nữa. Này đi tới bản chắc cũng tối cả nhà. Anh em cũng định ngày mai mới đi. Mà bây giờ đi ngày mai qua tới trưa làm gì vậy? Thôi chiều nay tụi em xuất phát luôn. Thì ai chạy máy chạy, ai nấu cơm chứ sao vậy? Đóng đầu xuống rồi, đóng một thanh. Quá trời nấy đó nha. Nó đóng ấy quá trời thì nó sát quá trời thì nó đâu có, mình bẻ lên nó mới liệt xuống. Nặng đóng xuống. Đi qua tới bển chắc cũng tới chiều quá chứ cả nhà ơi. Chứ không có sớm đâu nha. Giờ xong lớn qua đây nấu cơm. Bây giờ nấu cũng được, bình thường nấu đi. Ừ. Ghe lúa trước à. Ở bên đây đi. Nguyên cây dông trời, nguyên cây bình đặng ngã luôn cả nhà ơi. Cả nhà
vô nhớ xem clip và ủng hộ cho anh em cả nhà ơi. Bây giờ tới sông lớn rồi cả nhà. Nước chảy xuống dưới thằng này ta. Nước lớn nó chảy lên mà chảy xuống là sao ta? Hả? Nước lớn nó chảy lên mà chảy xuống. Đổ gì nước lớn nó vòng mà, con này nước lớn nó vòng luôn. Hết con nước rồi. Đó nó biết lợi không vậy? Đi canh canh nước lớn đặng mà nước xuôi mà nước bọt ra đây nước bọt nó chạy. Nước ngọt đó cả nhà ơi. Đốt ghe vậy trời. Đây là ta nuôi cá bè cả nhà.
tới 5 giờ tầm này.
gì ăn hả? Đã làm gì ăn hả? Có quá. Cô chiên cái này. Rồi.
trong mà vô dịch rồi cả nhà. Quay dài dài nhiều tập cho cả nhà xem đi cả nhà ơi. Giờ cũng chiều rồi cả nhà. Anh em ăn cơm. Anh em đậu ghè lại ăn cơm cả nhà để hồi tối không thấy đường. Gì dạ? Ông ơi dạ. Đất ơi. Rồi ông quýnh đấy bà. Cắm mấy sào cho nó đây, cắm mấy sào nhẹ cho nó cái được rồi. Chưa. Cơm con. Cơm đi, dọn chén bát cơm đi. Có ăn chuối không? Đây chứ. Không túi ăn không? Không quýnh tê lỗ tai chứ. Bình dầu nó ra đi nha các bạn ơi. Tiếp tục bình nữa chắc đi về khoảng chừng 2 thùng vậy nè. Chạy quá trời ra khó đen không à. Má mình nó còn mạnh giỏi nó ăn nhiều chứ sao. Má yếu yếu đâu có ăn nổi. Đây, phải chịu nó lên. Ta chạy, ta đi, ta chạy 15 lít rồi mày chạy 20 đó. Chán đi. Cơm đi để tối hậu cũng thấy được. Đó, đổ ở ngoài kìa đó, chấm dầu kìa. Chén cơm đi cả nhà ơi. Hey. Đi chuyến này không biết sao đây nha. Luôn. Cơm cả nhà ơi. Thì, bữa nay dưa leo, dưa leo. Dưa leo. Ăn dưa khô chiên. Dưa. Con bây giờ nó quấn ông quấn con. Đâu rồi. Dưa thịt kho. Thịt kho hồi sớm ở nhà bà xã múc theo cả nhà ơi. Nửa đường rồi. Hơn nửa đường rồi. Cả như nửa đường đi. Thường thường mình đi xe tới Thanh Bình là thấy nửa đường đó. Này nước đang lớn. Đang lớn mà nó mới lớn à. Bẻ cái bánh lái lại. Được, được. Làm sao kéo cái ghe vô mà được. Bẻ bánh lái lại. Kéo ghe vô đó họ bị ngang qua luôn à. Lấy cái giò đó đạp vô, quơ vô. Ta bà cậu xuống ngồi mà ta chặt ai đây diện cơm với ai đi dưới ghe diện cơm ngang hồ độ anh em hưng bờm xu gió nghe cả nhà ơi. Mà ăn trúng mánh coi. Mời cả nhà ăn cơm cả nhà ơi. Clip rồi cả nhà ăn cơm. Lên ào ào luôn cả nhà ơi. Mời cả nhà ăn cơm. Cơm cả nhà ơi. Cũng lê quay cũng cả năm rồi. Anh em cũng quay trở về chỗ của Phú ngày xưa.
năm gì giáp năm mua rồi, giá năm gì nữa. Đúng giờ anh em hãm dài cũng tính đi hãm dài mà. Cơm nha. Chứ thuốc chưa có đủ không dám đi á. Rồi tính đây. Rồi tính đây. Cơm đi. Mấy cái ớt quyền thoại mình đâu? Cơm tà bà đậu ơi. Tay ăn gạch ai đây dặn cơm qua. Nghĩa không ăn cơm á con. Nghĩa không có nãy giờ mới thích. Dừng chén hay chén cúng đâu? Cúng đây nè. Mọi nhà ăn cơm. Cúng vô. Cúng vô. Để ra cúng vô. Nhớ cái nằm gọi đi cái nằm mua cái vỏ về đi đầu tiên đó. Có anh Hùng đó, đeo vui. Bây giờ bệnh rồi, cả nhà cũng biết rồi. Hùng vô luôn ai anh Bùi. Bùi chiếc này mà bệnh cá vô lắm cái ngày mà cái đồng cũng bún chưa có bơm hay gì á nhắc rồi đó. Có đồng đây có đồng nào cắt múa thấy cả lúa gỡ dơm gì hết đâu. Đi ở 2-3 ngày mới về cả nhà. Anh em thi đấu gì nào mà hết khả năng thôi, chứ còn khả năng thi đấu thì vẫn thi đấu tiếp nha cả nhà. Mỗi lần đi mỗi lần khó. Đấu trường trăm chiếc này à. Thật sự đi đi chiếc này lo dữ lắm, lo trong bụng mới lo lắm cả nhà. Cái này mới có chương đi luôn cả nhà ơi. À, ngon quá. Mới ra trường đi nha cả nhà. Cả nhà có thương anh em cả nhà nhớ vô xem và đăng ký cho anh em cả nhà. Tiếp qua bản nha anh em coi làm những cái gì nha cả nhà ơi. Cả nhà nhớ đón xem và ủng hộ cho anh em nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều nha. Thôi giờ em cũng xin phép kết thúc đây. Cái này là tập 1 nha. Hẹn cả nhà gặp lại clip sau nha. Bye bye cả nhà. Bye bye. Bye, bye.